Xin chào tất cả quý chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhá Đà Nẵng. Hiện tại kênh đang đứng ngay trên đường Bùi Tấn Diên, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Từ vị trí này thì cách bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 700m, cách đại học Duy Tân khoảng 1 km, cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu khoảng 3 km, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 4 km. Và nếu như quý cô chú anh chị đang có cái dòng tiền nhỉnh hơn 3 tỷ một xíu và đang mong muốn sở hữu một lô đất nằm ngay trên mặt tiền đường 10m5 lề 4m để thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh, thì video ngày hôm nay xin review giới thiệu đến cả quý chú anh chị và các bạn một lô đất nằm ngay trên mặt tiền đường Bùi Tấn Diên để thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh. Quý chú anh chị ạ, đường Bùi Tấn Diên là đường 10m5 lề 4m thông thoáng sạch đẹp, rất thuận lợi kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, chắc lô góc và ngay ngã tư giữa đường Bùi Tấn Diên và đường Phước Lý 8 luôn quý cô chú anh chị. Phía trước màn hình đây là lô đất đang chào bán đây quý cô chú anh chị ạ. Lô đất này tổng diện tích là 105m², chiều ngang 5m, chiều dài 21m, pháp lý sổ hồng riêng chính chủ, sẵn thể mua bán giao dịch trong ngày. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Từ vị trí lô đất thì cách bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 700m, cách đại học Duy Tân khoảng 1 km, cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu khoảng 3 km, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 4 km. Trong vòng bán kính 2 km trở lại thì rất nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ, bệnh viện và một số khu trung tâm giải trí bậc nhất nhì Đà Nẵng. Hiện tại lô đất này đang chào bán với giá là 3 tỷ 390 triệu đồng, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng mạnh mẽ. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, xin cảm ơn ạ. Hiện tại quý cô chú anh chị hãy cho một like và cái số đăng ký kênh để nhận thông tin nhà đất tại Đà Nẵng một cách nhanh chóng, chính xác nhất, xin cảm ơn ạ.